Các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tin Proxy trên phần mềm Fplus và Fplus Cellular. Đối với tin Proxy thì sẽ hỗ trợ cả Proxy IPv4 và IPv6. Nên sau khi đăng ký tài khoản và nạp tiền, các bạn có thể mua key Proxy để sử dụng. Đây chính là trang web của bên tin Proxy. Hiện tại thì trên web đang có 4 loại tương ứng với thời gian cho phép reset IP. Ví dụ với key 5000 một ngày thì các bạn sẽ sử dụng tối thiểu là 4 phút. Và key 8000 thì sẽ giới hạn là tối thiểu 2 phút. Đối với giá càng cao thì giới hạn thời gian đổi IP sẽ càng ít. Việc mua key thì sẽ tương ứng với số cao mà các bạn muốn chạy song song. Ví dụ bạn muốn chạy song song là 15 tài khoản, muốn một lượt chạy 3 tài khoản chung một IP thì các bạn có thể sử dụng 5 key. Bây giờ mình sẽ thực hiện mua key 5000 một ngày. Các bạn có thể tùy chỉnh số lượng ngày các bạn muốn mua, số lượng proxy, chọn vị trí nếu như các bạn muốn. Như vậy là mình đã vừa thực hiện mua một key thành công. Các bạn sẽ thực hiện kéo xuống bên dưới để thực hiện thao tác lấy key. Đây chính là key mình vừa thực hiện mua. Các bạn sẽ thực hiện sao chép API key. Quay trở lại phần mềm Fplus hoặc là Fplus Cellular. Các bạn sẽ thực hiện chọn mục thiết lập. Tại đây, thực hiện chọn tên DECOM. Các bạn sẽ thực hiện chọn mục tin Proxy. Lúc này, phần mềm sẽ hiện ra định dạng key mà các bạn cần phải gán. Đó chính là tin Proxy Signature Key bằng API Key. Chọn OK. Và chọn lưu thiết lập. Các bạn sẽ thực hiện tắt phần mềm đi và mở lại. Lúc này, tên DECOM đã được lưu thành tin Proxy. Chọn vào tab Fplus Chrome. Lúc này, các bạn sẽ thực hiện thao tác gắn Proxy cho tài khoản. Các bạn sẽ có hai cách để thực hiện gắn Proxy cho tài khoản. Cách thứ nhất là tích vào mục thiết lập nâng cao. Tại đây, tích vào mục Random Proxy SSH Proxy 4G. Nhập định dạng tin Proxy Signature Key bằng, sau đó gắn API Key mà các bạn đã vừa thực hiện sao chép. Đối với những bạn mà có 2 key tin Proxy, các bạn sẽ thực hiện xuống dòng, nhập tiếp theo định dạng tin Proxy Signature Key và nhập tiếp API thứ hai. Các bạn sẽ thực hiện chọn vào mục lưu thiết lập. Đối với loại key mà mình mua thì thời gian tối thiểu để reset sẽ là 4 phút. Nên lúc này mình sẽ thực hiện chạy tính năng để các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Lúc này các bạn có thể thiết lập số ARC muốn chạy song song tùy thuộc vào số lượng tài khoản mà các bạn muốn thực hiện chạy và tích vào reset DECOM. Bây giờ mình sẽ thực hiện chạy để các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn.
Lúc này phần mềm sẽ thực hiện thao tác gắn tin proxy vào trong tài khoản. Đây chính là IP của cái tin proxy đó.
Sau khi đã thực hiện chạy xong tài khoản thứ nhất, thì lúc này phần mềm sẽ tiến hành reset decom. Như vậy là IP đã được thay đổi trong quá trình reset. Như vậy là mình đã vừa thực hiện gán proxy random cho tài khoản. Đối với trường hợp mà các bạn muốn thực hiện gán riêng cho từng tài khoản, thì các bạn sẽ tích vào những tài khoản mà các bạn muốn thực hiện gán proxy. Thực hiện chuột phải, chọn sửa, chọn edit proxy SSH, thực hiện gán định dạng proxy, tên proxy signature key và API của key đó, chọn xác nhận, như vậy là phần mềm được thực hiện gắn tên proxy cho tài khoản mà các bạn đã thực hiện chọn. Nếu như các bạn có key khác, các bạn có thể thực hiện chọn tiếp những tài khoản khác, thực hiện chuột phải, chọn sửa, chọn edit proxy SSH và thực hiện gắn định dạng proxy thứ hai vào. Sau đó các bạn có thể thực hiện chạy tính năng như bình thường. Đối với phần mềm Fplus Scheduler, các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự. Chọn vào mục thiết lập, chọn định dạng tên decom là tên proxy giống như mình đã vừa thực hiện hướng dẫn. Thực hiện chọn ở mục thiết lập nâng cao, kích vào mục random proxy SSH và thực hiện nhập định dạng của tin proxy vào. Sau đó chọn view thiết lập. Như vậy là các bạn đã có thể thực hiện chạy được tính năng. Vậy là mình đã vừa thực hiện hướng dẫn các bạn thiết lập và chạy tính năng khi sử dụng tin proxy. Trong quá trình sử dụng, nếu như các bạn có thắc mắc hay là những vấn đề mà cần bên mình hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ thêm qua page hỗ trợ của bên mình hoặc là qua Zalo số hotline của bên mình.